Recording stopped. Recording in progress. Xin đảnh lễ chư tăng và xin kính chào tất cả quý vị. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta ngày hôm nay tiếp tục học về các vị có nghe được không ạ? Dạ thưa nghe rõ xin. Dạ. Hôm nay xin quý vị chờ chút. Xin dạ. Tất cả các vị ở trong cái điện chúng ta, nếu những vị nào mà không có cần thì chúng ta thứ nhất là mở Zoom là phải tắt microphone, chúng ta phải tắt luôn. Yes. Dạ sư, thánh sư. Dạ. Chúng ta học mà tiếp theo cái phần thứ ba trong thất tình, thì như các vị đã học qua trong mấy ngày qua đó, chúng tôi tiếp tục giới thiệu về thất tình, tức là bảy cái giai đoạn thanh tịnh mà người tu chứng sẽ đi qua. Ở trong bảy cái giai đoạn này, trong cái bài kinh tạm xe được Trung Bộ Kinh ngày trong một cuộc luận đàm giữa ngày Xá Lợi Phất và ngày Bunamantanipota, thì ngày Bunamantanipota này ví dụ rằng bảy cái giai đoạn này nó cũng như là bảy cái tạm xe mà vua Bát Xê nó đi từ cái thành Sawatthi đi đến cái thành Saketa, và khoảng cách giữa hai thành này được sắp đặt và bảy cái tạm xe. Vua muốn đến cái tạm xe thứ hai đó thì vua phải qua cái tạm xe thứ nhất, và tương tự như vậy muốn đến cái tạm xe thứ ba đó thì vua sẽ qua cái tạm xe thứ hai, và cuối cùng là vua muốn đến cái thành Saketa thì vua phải qua cái tạm xe thứ bảy. Thì bảy cái tạm xe này ví dụ giống như là bảy cái giai đoạn tu chính của một người tu tập, nghĩa là ở trên cái con đường để một vị hành giả giải thoát đó, thì Đức Phật này dùng nhiều cái phương tiện diễn đạt khác nhau. Khi đó thì Đức Phật này dùng pháp môn giới định tuệ, và cái pháp môn giới định tuệ này đó, được mở rộng thành thất tình. Trong đó giới tịnh thuộc về giới, tâm tịnh thuộc về định, và bảy cái giai đoạn thanh tịnh còn lại đó thì gồm có kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, và tri kiến thanh tịnh thì thuộc về giai đoạn của tuệ. Và ngày hôm nay chúng ta học được cái giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh nó tức là
một cái thấy đúng đắn. Và cái thấy đúng đắn ở đây chính là cái sự hiểu biết rõ về danh và sách. Và trên nền tảng của giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh thì nó được trong kinh ví dụ giống như là một cái chậu nước mà sau khi mà bùn nhơ nó đã lắng đọng thì một người có mắt có thể nhìn xuống đáy hồ. Thì cũng vậy, cái giai đoạn mà khi mà cái tâm của vị hành giả đã được thanh tịnh nhờ giới và tâm tịnh thì khi đó vị hành giả dễ dàng quan sát để thấy rõ cái thân và tâm của mình, hay nói cách khác là thấy rõ danh sách. Và chúng ta cũng nhớ rằng là cái việc tu tập thiền định, dù là thiền chỉ hay là thiền quán, thì cái mục tiêu tối hậu là làm sao để diệt trừ được phiền não. Và để diệt trừ được phiền não thì vị hành giả phải thấy rõ rằng thế nào là phiền não và thế nào là nhân sanh phiền não. Và do vậy Đức Phật ngày dạy rằng là này chư tỳ kheo, hãy cố gắng tu tập thiền định. Vì khi tỳ kheo tu tập thiền định đó, thì vì đó sẽ thấy rõ sự thật. Ở trong cái lời dạy này thì Đức Phật này chỉ ra rằng là một người chỉ có thể giải thoát khi người đó biết rõ được cái sự thật của cái khổ là như thế nào. Và trong cái giai đoạn thứ ba gọi là kiến thanh tịnh, là làm sao vị hành giả thấy rõ được cái bản chất thật của cái mà mình vốn chấp thủ là ta là của ta, hay nói cách khác là chúng ta thấy rõ được cái bản chất thật của cái hiện hữu của cái hình hài mà mình đang chấp thủ đó. Thì ở trong thánh tịnh đạo đó thì ngày Bích Thất Cô Xá đó, ngày có trình bày về nhiều cái pháp để về hành giả tu tập quán chiếu về danh và sắc. Tuy nhiên ở trong một cái buổi chia sẻ ngắn ngủi trong một cái khóa thiền đó thì chúng ta chỉ nói đến những cái đề mục liên quan đến vị hành giả đang tu tập. Thì trong khi mà để nhìn rõ cái danh sắc đó, thì vị hành giả trước hết là khởi sự từ cái quan sát những cái gì thuộc về sắc. Trong thân của chúng ta gồm có năm thần mà trong kinh gọi là ngũ uẩn. Thì trong ngũ uẩn đó thì gồm có sắc thuộc về sắc, và bốn uẩn còn lại đó thì thuộc về danh. Và nói một cách thông thường đó thì ở trong cái con người của chúng ta đó là cũng gồm có hai phần, đó là cái phần tinh thần và cái phần thể chất. Thì do vì những cái phần thuộc về sắc á, nó rõ ràng hơn những cái gì thuộc về danh, cho nên vị hành giả tu tập buổi đầu tu tập về kiến tịnh á, thì tu tập về danh á, thì dễ dàng hơn là xin lỗi tu tập về sắc thì dễ dàng hơn là tu tập về danh. Thì trong khi mà quán chiếu về danh sắc đó thì những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta từ các cái oai nghi như là đi đứng nằm ngồi, rồi đến các cái tiểu oai nghi như là chúng ta tự động tay chân vân vân, thì vị hành giả quan sát rằng tất cả đó, nó đều là
cái sự vận hành của cũng chỉ có hai phần thôi, đó là phần danh và phần sắc. Và trong đó đó, cái phần sắc đó, thì trong thân của chúng ta bao gồm các cái phần được gọi là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Ở trong tứ đại này đó, nó có những phần đó là do nghiệp tạo, có những phần đó là do tâm tạo, có những phần đó là do cái nhiệt lượng tạo, và có những phần đó thì do vật thực tạo. Và vị hành giả thấy rằng là trước hết là về cái cấu tạo nên cái hình hài của chúng ta đó, thì trong thân này gồm có các cái phần mà ở giai đoạn tâm tịnh thì hành giả tu tập đó chính là các cái phần thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, vị, thần, tim, gan. Ở cái giai đoạn thiền tịnh đó, là thể trược tạo nên cái hình hài của chúng ta đó, thì trong những cái thành phần đó đó, nó cũng chỉ là những cái phần khác nhau của tứ đại, tức là có những cái phần thuộc thô cứng được kể là đất, trong cái đó có những cái phần mà nó do cái tâm của chúng ta chi phối mà có, giống như là khi mà chúng ta cười, giống như khi chúng ta khóc, vân vân, thì khi đó thuộc về do tâm tạo. Và có những cái những khi đó mà chúng ta ăn uống hàng ngày đó, thì nó tác động lên cái thân sinh lý của mình đó, thì cái đó là do vật thực tạo. Và từ ba cái nhân này đó, thì nó làm cái điều kiện trong nhân thứ ba, tức là những cái sắc pháp là do nhiệt lượng tạo. Thì vị hành giả thấy rằng là trong đó cái sắc của chúng ta đó, nó hoàn toàn được vận hành, không có một cái chủ quyền nào của mình chi phối trong đó. Vị hành giả thấy rằng là mình không thể kêu cái thân của mình nó khỏe mạnh thì nó khỏe mạnh được. Chúng ta không có thể kêu cái thân của chúng ta nó trẻ đẹp được. Mà tất cả đó thì cái thân của chúng ta đó, mình hoàn toàn mình không có chủ quyền đối với nó. Chúng ta không có chủ quyền đối với cái vật ngoại thân như thế nào, thì đối với cái thân của mình cũng nó như là vậy. Và Đức Phật này có cho một cái hình ảnh như thế này, thì ví dụ như đồ tể mà sau khi mà họ rồi họ cạo hết cái phần, những cái họ lột hết cái phần da họ để qua một bên, phần thịt thì họ để qua một bên, phần xương để ra một bên, rồi mỗi cái phần thân thể của con bò đó thì họ để qua một bên, thì khi đó đó một người khác đứng nhìn đó, thì họ không có nhận ra đó là một con bò nữa, bởi vì các cái phần thịt đó, nó đã được phân chia từng phần riêng lẻ. Thì cũng vậy, khi mà một chúng sinh mà do vô minh và tham ái chấp thủ đó, đây là ta, đây là của ta, đây là cái thân của mình, và mình phải muốn nó như thế này như thế kia vân vân. Nhưng mà trong cái nhìn quán chiếu của một vị chúng thiền đó, thì vị đó thấy rõ ràng rằng là cái mà gọi là ta đó, nó vốn chỉ là những cái tập hợp của những cái thể trược gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Và thấy một điều chúng ta cảm thấy là một điều quý báu khi mà chúng ta được học cái lời Phật dạy đó, đó là trong những cái điều rất là bình thường, chẳng hạn như là cái móng tay chúng ta khi cắt bỏ đi, cái tóc khi mà chúng ta cắt bỏ đi, thì những cái thứ đó là những cái thứ vô dụng, chúng ta sẽ vứt bỏ. Nhưng mà đối với vị hành giả đó, bằng cái thông qua cái lời dạy của Đức Phật đó, thì những cái điều này nó là cái đối tượng để mà vị hành giả tu tập.
và cái đối tượng thành tu tập đó, đó mang lại rất là nhiều cái lợi lạc, là bởi vì mọi cái thứ mà phàm phu của chúng ta chạy theo, chúng ta chăm chút, chúng ta giữ gìn hàng ngày đó, và những cái thứ bất bất tịnh mà do vì vị hành giả quán chiếu như vậy đó, thì nhờ đó tâm của vị hành giả, tâm của vị hành giả được nhàm chán, được xả ly với những cái gì mà mình chấp thủ. Nó cũng giống như là một người quý báu những cái món đồ, những cái vật dụng của mình, nhưng mà rồi khi mà vị đó biết ra rằng những cái món đồ đó là tầm thường, thì vị đó mất đi cái sự ham thích. Thì cũng vậy, chúng ta từ vô thủy luân hồi đó, mình có cái thói quen đó là mình chấp thủ, mình rất là thương cái thân của mình. Tuy rằng cái thân của chúng ta đó thì nó là bất tịnh, nó là hôi hám, nhưng mà do phiền não cho nên chúng ta rất là yêu quý cái thân đó. Đối với một vị hành giả tu tập đó, thì bằng cái sự quán chiếu từng cái phần thể trượt đó, mà nhờ đó mà tâm của vị đó ít có dính đối với cái thân của mình. Và một điều mà trong kinh nói rằng, khi mà một chúng sinh có mặt ở trên đời thì do vì cái phiền não từ vô lượng kiếp, cho nên bất luận không chỉ riêng chi hàng chư thiên, hàng loài người, mà ngay cả cái loài cầm thú đó, thì nó cũng yêu quý cái sinh mạng của nó, nó cũng yêu quý cái tấm thân thể trượt của nó. Chúng ta nói rằng là hạng chư thiên, hạng người đó, và những chúng sinh là cái cõi vui, cái thân của chúng ta nó là đáng yêu. Nhưng mà thật ra đó thì một chúng sinh mà sanh vào cái loài bàn sinh, thậm chí là cái chúng sinh ngạ quỷ, thì nó vẫn yêu cái thân thể bất tịnh hôi hám của nó. Một con chuột ở trong cống rãnh thì nó vẫn yêu cái sinh mệnh của nó, nó vẫn yêu sự sống của nó, và nó vẫn yêu cái tấm thân của nó. Và khi mà chúng ta sinh vào ở trong cái chủng loại nào đó, thì chúng ta đều yêu quý cái hình hài ở trong cái chủng loại đó hết. Thì do vì cái sự chấp thủ như vậy đó, mà chúng sinh phàm phu phải chìm đắm trong cái vòng sinh tử luân hồi, từ cái đời sống này qua cái đời sống khác. Chẳng hạn giống như là một người sinh vào một chủng loại như là mèo vân vân, thì khi mà chúng ta sinh làm cái con mèo rồi đó, thì chúng ta sẽ yêu quý cái thân mèo, chúng ta sẽ yêu quý những cái con vật khác phái của, giống như chúng ta làm con mèo địch thì chúng ta thích con mèo cái, chúng ta làm con mèo đó thì chúng ta sẽ thích thức ăn của con mèo. Và khi mà chúng ta thích thức ăn như vậy đó, chúng ta thích tất cả những cái gì mà liên quan về cái đời sống của cái loài đó, thì nó huân tập cho chúng ta đời sau đó, tiếp tục với tầm cái chủng loại đó, nếu mà trong cái phước nghiệp của mình nó được như vậy. Và do đó, một lần ngày cách má, khi mà ngày xả thiền tĩnh, ngày nhìn thấy một cái con chim trên cây, thì ngày quán xét ở trong cái đời sống xưa của nó đó, thì nó vẫn cứ là con chim nhiều kiếp như vậy. Là bởi vì khi mà nó sanh trong cái đời sống đó, đó thì chúng sinh nó luôn luôn nó chấp thủ đó, muốn mình được như vậy. Đối với chúng sinh loài người đó, thì khi chúng ta được sanh làm người đó, thì tất cả những cái hạnh phúc nào mình xây dựng đó, là mình xây dựng ở trong cái hạnh phúc mà mình cảm nhận được. Thì chúng ta tưởng tượng rằng là mình được sống một cái nơi nào đó hạnh phúc, tức là nó có những cái sắc đẹp mà mình vừa mắt với mình, nó có những cái đồ ngon đó, nó vừa cái khẩu vị của mình, nó có những cái mùi hương đó mà mình ưa thích, vân vân. Nói tóm lại đó là chúng ta hình dung ra một cái hạnh phúc mà mình đang khao khát, và cái hạnh phúc này đó nó là cái sự phóng đại của những thứ mà chúng ta cảm nhận xung quanh. Và do đó là một chúng sinh ở cái cõi thấp đó, thì khó hình dung ra cái hạnh phúc của chúng sinh ở trên cái cõi cao. Chẳng hạn ngày hôm nay khi mà chúng ta đọc kinh điển nói về hạnh phúc của chư vị phạm thiên, ở đời sống phạm thiên đó là
những vị đó không có dùng những cái thức ăn giống như chúng ta nhân loại. Về các căn của các vị Phạm Thiên đó, thì các vị này chỉ có mắt tai thôi, còn mũi lưỡi thân á, thì các cái thần kinh nó không có. Như vậy thì đối với các vị Phạm Thiên đó, thì các vị đó không có hạnh phúc giống như là mình có, nhưng là các vị đó sẽ không có ngửi được cái mùi thơm, rồi vị đó không có những cái cảm giác xúc lạc giống như chúng ta. Và cái hạnh phúc của vị đó là cái hạnh phúc sống bằng thiền định. Thì khi mà trong kinh nói cái hạnh phúc như vậy đó, thì rõ ràng là mình thấy nếu mà cái đời sống nhân loại của mình mà như trong kinh diễn đạt đó, của đời sống Phạm Thiên đó, mình sẽ không thấy hạnh phúc. Là bởi vì mình muốn là cái cá căn của mình đó, là nó lúc nào là nó cũng có thể nó hưởng dụng cái ngoại cảnh bên ngoài. Mắt chúng ta phải nhìn thấy rõ, tai chúng ta phải nghe tiếng, và mũi chúng ta phải ngửi mùi, thân phải xúc chạm, lưỡi nếm vị, vân vân. Chứ nếu mà cái mũi chúng ta nó không còn ngửi mùi được, lưỡi không nếm vị được, và cái thân nó không có cảm giác đó, thì chúng ta sẽ thấy khổ chứ không thấy lạc. Như vậy thì chỉ riêng cái hạnh phúc của Phạm Thiên thôi thì chúng ta cũng không có thể hình dung được. Chứ chưa có nói đến cái hạnh phúc của chư vị thập chân, cái hạnh phúc một người chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái hạnh phúc một người đã diệt trừ các cái phiền não vân vân. Do vậy đó, khi mà vị hành giả quán chiếu về cái gọi là cái kiến thanh cái kiến thanh tịnh đó, là cho vị hành giả đó có cái thấy đúng, cái thấy đúng về cái sắc của mình, cái thấy đúng về cái danh của mình, và ở trong cái việc tu tập đầu tiên đó, là do vì sắc đó là những cái đối tượng cụ thể rõ ràng, và do vậy trong kinh văn đó, hướng dẫn chúng ta đó, khi mà phân biệt danh sắc đó, thì hành giả thực tập đầu tiên đó là đối với cái phần sắc, bởi vì cái phần đó nó rõ ràng hơn lúc đầu đối với vị hành giả. Thì trong khi mà tu tập về sắc đó, vị hành giả có thể tu tập về quán chiếu về năm quận, quán chiếu về các xứ, về các giới, vân vân. Nhưng mà cái điều dễ dàng nhất cho các vị thiền sinh khi phải sự tu tập đó, thì chúng ta quán chiếu về các cái thân thể trược. Đó là trong thân của chúng ta gồm có các cái phần thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Và mỗi khi mà sinh hoạt ở trong cái đời sống tại chùa, tại thiền viện đó, thì nếu mà vị hành giả nào thường xuyên quán chiếu về cái danh sắc này đó, thì cái lợi ích trước mắt đó là vì đó ít có chấp thủ. Là bởi vì ngay trong cái thân này đó, mà trước kia mình vốn xem nó là của mình vốn yêu quý nó, thì bây giờ mình thấy nó rõ ràng rằng là nó là chỉ là những cái phụ tùng lắp ráp nên một cái cơ thể. Chẳng hạn giống như là khi mái tóc mà còn ở trên đầu của mình thì mình trân quý, mình rồi rửa, rồi mình hoa sức hương thơm vân vân. Nhưng mà khi mà tóc của mình đã cắt xuống rồi đó, thì cắt cái tóc đó đó là chúng ta chỉ có bỏ vào trong thùng rác thôi. Thì mỗi cái phần thân thể của chúng ta cũng vậy, nó chỉ có đẹp ấy, là nhờ nó được bao bọc cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài. Trong kinh Đức Phật ngày ví dụ ấy, cái thân của mình ấy, nó giống như là một cái bao mà ở trong đó đó đựng toàn là những cái đồ bất tịnh dơ bẩn, nó giống như là một cái bao rác. Và cái thân của mình ấy, Đức Phật này chỉ ra rằng là nhờ cái da nó bao bọc bên ngoài cho nên chúng ta không có thấy hết cái bất tịnh ở bên trong. Chứ nếu mà mỗi cái phần thân thể nào, dù đó là của một người đẹp nhất, thì nếu mà chúng ta phẫu thuật, chúng ta mổ xẻ ra
chúng ta lấy từng phần riêng, ở đâu là thịt, ở đâu là máu, ở đâu là gân xương tim gan, thì chắc chắn rằng không có ai thấy đẹp hết. Và đó là một cái sự thật. Và cái gọi là cái kiến tịnh á, tức là cái nhìn á, nhìn đúng với cái sự thật, chứ không phải là một cái nhìn bằng ảo giác, cái nhìn tưởng tượng. Cái sự thật nó như thế nào đó thì hành giả nhìn cái sự thật đó nó đúng như vậy. Và tất nhiên chúng ta khi mà tu tập như vậy đó, có thể rằng nó sẽ không có phù hợp với một số người. Trong kinh có kể rằng là rất nhiều cái câu chuyện về các vị tín nữ này, mà có những người đó là họ không muốn nghe Đức Phật thuyết pháp, bởi vì do vì họ nghĩ rằng là Đức Phật ấy, ngày hay nói đến cái thân bất tịnh, chẳng hạn giống như là thân của cái thân này nó có quái thế này như thế kia vân vân. Mà trong khi á, thì những vị cư sĩ này á, thì họ rất yêu cái thân. Dạ thưa, hết nghe rồi chứ. Nghe không? À, các vị nghe lại được chưa? Dạ, dạ nghe được rồi. Sư cả pháp chiên. Rồi, dạ, cảm ơn. Thì cái giai đoạn kiến cái giai đoạn kiến định á, là được vị hành giả làm sao mà có cái nhìn rõ ràng hơn về thân và tâm của mình. Và trong đó về thân đó thì vị hành giả quán chiếu về các cái khía cạnh thể trược. Tất nhiên là đối với một vị hành giả quen tu tập đó, thì vị hành giả quán chiếu về năm uẩn, 12 xứ, 18 giới vân vân. Nhưng mà ở trong cái phá thiền đó, thì có thể là chúng ta chỉ có thể tu tập đến các cái thể trược, và không có nhất thiết là vị hành giả phải quán chiếu đủ hết 32 thể trược, mà vị hành giả chỉ quán chiếu những cái thể trược nào mà mình có thể dễ dàng quan sát bằng mắt ở bên ngoài. À, như là trong cái lễ nghi thọ giới của một vị sa di thì trong đó có một cái lời dạy của vị hòa thượng dạy về tu tập về các cái thân thể trược. Và vị giới tử đầu tiên là được tu tập về năm cái phần thể trược là tóc, lông, móng, răng, da. Cho nên có những vật tử nào mà chúng ta tham dự cái lễ xuất gia đó, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên tại sao mà các cái phần thể trược này được kể trong cái lễ nghi của vị xuất gia, là bởi vì chỉ đôi khi chỉ có những cái phần thể trược đó mà vị hành giả có thể thấy ra toàn bộ cái thân của mình, bởi vì tóc, lông, móng, răng, da nó bất tịnh nó như thế nào, thì thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mạch đạo, mũ, máu, môi, mở, nước mắt, vân vân, thì nó cũng giống như vậy. Thì do đó ở trong cái khóa thiền tập á, thì nếu mà các vị thiền sinh nào mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ cố gắng thực tập về thân bất tịnh này, thì vị đó cũng có thể chọn một cái oai nghi nào đó thích hợp, như là ngồi kiết già, hay là trong khi nằm, trước khi mà chúng ta
nghỉ vào một giờ trưa buổi tối, thì vị hành giả theo dõi như lời Đức Phật này dạy, là từ ở trên đỉnh đầu xuống đến cái gót chân, trong cái thân của chúng ta đó, được bao bọc bởi một cái lớp da ở bên ngoài. Và vị hành giả quán chiếu từ ở trên đỉnh đầu xuống cái gót chân đó, thì vị hành giả chọn lấy một vài cái thể trược nào mà vị đó có thể cảm thấy rằng là nó rõ ràng nhất đối với mình, chẳng hạn giống như là tóc. Và vị đó thấy rằng là tóc đó đó nó được mọc ở trên da đầu, và tóc đó thì bản thân của nó cũng là vô tri, nó không biết rằng là mình đang ở trên da đầu. Và cái da đầu của chúng ta đó, nó cũng vô tri, nó cũng vô tri, nó không có biết rằng là tóc đó, nó mọc trên nó. Và những cái thần thể trược của chúng ta đó là nó cũng không phải là do mình chủ ý mình tạo ra nó. Khi chúng ta sinh ra đời mang cái thân do cha mẹ tác thành, lớn lên thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái giác quan như thế này, có những cái thân thể như thế kia, chứ không phải chủ tâm mình tạo ra. Do vì cái thân sinh lý của mình nó là như vậy, cho nên chúng ta có cái mái tóc như vậy. Và một lúc nào đó mình muốn tóc mình á, nó còn ở trên đầu á, thì nó cũng không có được như ý mình, thì nó phải rụng xuống. Lúc nào đó mình muốn là tóc của chúng ta nó luôn luôn á, là nó đen nhánh, nhưng mà nó không có như vậy, một lúc nào đó thì nó phải bạc đi. Thì vị hành giả theo dõi từng cái phần thân thể của mình á, thì vị hành giả thấy rằng là hoàn toàn mình không có cái chủ quyền nào đối với nó hết, và tất cả nó là vô ngã, và bản chất của nó là bất tịnh. Và khi mà vị hành giả quán sát cho đến một độ nào đó, thì vị hành giả thấy cái phần sắc đó một cách rõ ràng đó, thì vị hành giả đó tu tập đến cái phần thứ hai gọi là cái phần danh. Trong cái phần danh đó chính là cái phần tâm thức của mình. Thì do vì cái phần danh đó là cái phần vô hình, cho nên là vị hành giả chỉ có thể theo dõi và nhận biết thông qua những khi mà cái tâm lý của chúng ta ở một cái cường độ cao. Chẳng hạn giống như là chúng ta khi mà chúng ta vui, chúng ta buồn, vân vân. Còn ở trong một cái lúc mà bình đẳng hàng ngày, hay thậm chí là ở trong những cái lúc mà cái tâm lý của chúng ta nó không có rõ ràng đó, thì điều đó nó khó cho vị hành giả. Nhưng mà càng lúc đó, nếu mà vị hành giả tu tập theo dõi cái tâm của mình đó, thì nó giống như là một người mà những cái công việc nào đó mà họ làm thường xuyên đó, thì họ làm lâu ngày đó, thì họ sẽ làm tinh tường hơn. Thì cũng như vậy, khi mà vị hành giả quán sát cái tâm của mình đó, thì vị hành giả quán sát lâu ngày như vậy đó, thì cái tâm đó cũng được vị hành giả nhận thấy một cách rõ ràng hơn. Và nó rõ ràng như thế nào, là nó giống như là ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ như là vị hành giả nhìn thấy một cái con rắn và lần theo con rắn đó thì vị hành giả tìm thấy được cái hang ổ của con rắn đó. Thì cũng như vị hành giả khi mà nhận thấy một cái tâm trạng nào đó của mình, chẳng hạn giống như là khi mình đang buồn hay là khi mình đang vui, rồi vị hành giả theo dõi cái tâm đó, và nhờ cái theo dõi xích sao như vậy đó, vị hành giả dễ dàng nhận ra rằng là tại sao đó là ta buồn như vậy, tại sao là ta vui như vậy, những cái buồn những cái vui này nó có nguyên nhân từ đâu, và cái nguyên nhân đó nó được hình thành như thế nào. Và nhờ cái sự quán chiếu danh và sắc, sắc và danh, cho nên vị hành giả càng lúc đó,
càng thấy rõ ràng cái tính duyên khởi của danh sắc. Cái tính duyên khởi đó là giữa cái danh và sắc đó, có đôi lúc đó là danh và sắc này hỗ tương với nhau. Nó giống như là một cái bó sậy mà sở dĩ mà được dựng đứng được đó, là nhờ những có là những cây sậy đó nó nương vào nhau. Thì sở dĩ cái thân của chúng ta, rồi tâm của chúng ta, hay nói là danh và sắc đó, nó tồn tại với nhau, nó tồn tại được đó, là cái thân này nó nương danh và cái danh nó nương ở sắc. Và trong những cái biểu hiện của vị hành giả, thông thường vị hành giả thấy rằng là khi mà cái thân của chúng ta khỏe mạnh thì cái tâm của mình nó linh mẫn, còn khi mà cái tâm, cái thân của chúng ta nó bệnh hoạn mệt mỏi thì cái tâm của chúng ta nó cũng lui sụp, là do vì tâm nó ảnh hưởng đến thân và thân ảnh hưởng tâm. Và khi mà vị hành giả càng quan sát cái quan sát danh và sắc rõ ràng chừng nào đó, thì cái tính duyên khởi đó vị hành giả càng thấy rõ ràng hơn ở danh và sắc. Và cho đến khi mà cái vị đó hoàn toàn phân biệt được cái tâm như thế nào, cái thân của chúng ta như thế nào một cách rõ ràng bằng cái sự quán chiếu qua các cái khía cạnh như là uẩn xứ giới, thì cho đến khi đó được gọi là cái giai đoạn thanh tịnh, và nhờ cái tri kiến thấy đúng đắn. Và ở giai đoạn thứ ba này đó, thì chúng ta trong kinh gọi là cái giai đoạn là kiến thanh tịnh, tức là cái sự thanh tịnh nó nhờ là cái sự thanh tịnh nhờ hiểu đúng. Thì trong cái buổi thiền tập ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ đến các vị về cái giai đoạn thanh tịnh thứ ba được gọi là kiến tịnh. Và cái giai đoạn thứ ba này là cái khởi đầu cho các cái cho năm cái giai đoạn thuộc về tuệ học. Và chúng tôi xin được phép dứt lời ở đây, kính chúc toàn thể đại chúng được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú. Kính cảm ơn sự kiện tất nhiên. Ihaya thamma dukkhamma patipanno buddhaṃ bhujjeti. Ihaya thamma dukkhamma patipanno dhammaṃ bhujjeti. Ihaya thamma dukkhamma patipanno saṅghaṃ bhujjeti.